truyền tích thứ 100, chuỗi hạt mân côi với chương trình thực hiện ba mệnh lệnh Fatima. Vào đầu thế kỷ thứ 20, các nước Âu Châu tràn ngập những học thuyết vô thần, vô tôn giáo. Tại Nga, chủ thuyết cộng sản đang thắng thế và lôi kéo bao nhiêu các nước chư hầu noi theo chủ nghĩa duy vật, trói bỏ Thiên Chúa. Đang lúc ấy thì tại nước Bồ Đào Nha, Đức Mẹ đã hiện ra với ba trẻ chăn chiên, đơn sơ chất phác, truyền bá ba mệnh lệnh Fatima của Thiên Chúa cho loài người. Đó là 1. Ăn năn tội, cải thiện đời sống. 2. Tôn sùng trái tim vẹn sạch Đức Mẹ. 3. Lần hạt mân côi. Trong thâm điệp Benedictine Diem ngày 31 tháng 10 năm 1942, Đức Giáo hoàng Pio thứ 12 đã kêu gọi toàn thế giới Công giáo hãy thực hiện ba mệnh lệnh Fatima và dâng cả loài người cho trái tim vẹn sạch Đức Mẹ. Ngài nói, thực hiện ba mệnh lệnh Fatima là phương pháp cứu rỗi chắc chắn nhất. Vậy ba mệnh lệnh Fatima là gì? Bởi đâu mà có ba mệnh lệnh Fatima? Có phải Hội Thánh đã tạo ra chương trình thực hiện ba mệnh lệnh Fatima, rồi nói là Đức Mẹ khi hiện ra đã phán bảo như vậy? Người Công giáo chúng ta cần phải nghiên cứu vấn đề này cho thật kỹ, để truyền bá cho người khác, vì sẽ có nhiều kẻ xấu chống đối và phản bác lại. Trong 6 lần hiện ra tại Fatima, Đức Mẹ đã làm rất nhiều phép lạ, đặc biệt là ngày 13 tháng 10 năm 1917, Đức Mẹ đã làm một phép lạ cả thể. Mặt trời xoay vần nhảy múa, mà ngày nay có người còn sống đã chứng kiến phép lạ ấy, kể lại một cách tinh vi rõ ràng. Người làm chứng quan trọng nhất chính là chị nữ tu Lucia. Chị đã viết rất nhiều sách nói về sự kiện Đức Mẹ hiện ra tại Fatima với ba thánh trẻ, mà chị là một trong ba trẻ đó. Đúng như lời Đức Mẹ nói khi hiện ra lần thứ nhất ngày 13 tháng 5 năm 1917, Mẹ sẽ đem hai em con về trời, còn con phải ở lại thế gian này để làm cho người ta biết ta yêu mến mọi người và mọi người yêu mến ta. Chị đã sống rất lâu trên thế gian này. Chị mới qua đời cách đây mấy năm, khi chị đã 97 tuổi. Còn chứng minh nào rõ ràng hơn nữa? Chúng tôi không chủ trương kể lại lịch sử về Fatima, vì đã có rất nhiều tài liệu sách vở nói về sự tích này. Điều quan trọng nhất là chúng tôi muốn chứng minh ba mệnh lệnh Fatima là chính do Đức Mẹ đã phán truyền với các em thụ khải. Khi Ngài hiện ra với các em, cái lý do quan trọng nhất để các em được nhìn thấy Đức Mẹ Fatima 6 lần chính là vì các em là những đứa trẻ ngoan ngoãn, sốt sắng năng lần chuỗi mân côi hàng ngày. Cả đến những lúc nghỉ trưa cho đàn chiên uống nước, các em cũng tìm thời giờ để lần chuỗi mân côi. Vậy Đức Mẹ đã nói gì về ba mệnh lệnh Fatima? 1. Ăn năn tội, cải thiện đời sống. Ngày 13 tháng 5 năm 1917, Đức Mẹ đã nói, các con phải chịu mọi đau khổ để đền bù tội lỗi và cầu xin cho kẻ có tội ăn năn trở lại. Ngày 13 tháng 6 năm 1917, Đức Mẹ nói, con bảo ông ta cải tâm đi, ông ta sẽ khỏi bệnh trong năm nay. Ngày 13 tháng 7 năm 1917, Đức Mẹ nói, hãy hy sinh nhiều cho kẻ có tội, để cải hóa những kẻ có tội, đền bù những sự xúc phạm đến trái tim vẹn sạch Đức Mẹ. Ngày 19 tháng 8 năm 1917, Đức Mẹ nói, các con phải cầu nguyện rất nhiều và hãm mình cho kẻ có tội.
ngày 13 tháng 10 năm 1917, Đức Mẹ nói: những kẻ có tội cần phải tự cải hóa và phải sám hối, vì người ta đã xúc phạm đến Thiên Chúa quá nhiều rồi. 2. Tôn sùng trái tim Đức Mẹ. Mùa xuân năm 1916, khi hiện ra với ba trẻ, Thiên Thần dạy các em cầu nguyện. Và Nhi rất thánh trái tim Đức Mẹ chuyển cầu cho kẻ có tội ăn năn trở lại. Ngày 13 tháng 5 năm 1917, Đức Mẹ khuyên các em dâng mình cho Chúa đền tạ những sự xúc phạm đến trái tim vẹn sạch Đức Mẹ. Ngày 13 tháng 6 năm 1917, Đức Mẹ nói: trái tim vẹn sạch Mẹ sẽ là nơi nương ẩn của các con. Ngày 13 tháng 7 năm 1917, Đức Mẹ cho các em biết về các bí mật, đặc biệt là sự cứu rỗi và sự thành kính trái tim Đức Mẹ. Chúng con hãy hy sinh nhiều để cải hóa cho kẻ có tội, đền bù những sự xúc phạm đến trái tim Đức Mẹ đồng trinh. Cũng trong dịp này, Đức Mẹ đã ban cho các em một thông điệp hết sức quan trọng. Đó là: chúng con đã trông thấy hỏa ngục là nơi các linh hồn có tội sa xuống. Để cứu vớt họ, Thiên Chúa muốn lập phong trào thành kính trái tim Đức Mẹ. Nếu mỗi người làm theo điều Mẹ dạy, thì nhiều linh hồn sẽ được cứu vớt và sẽ có hòa bình. Nhưng nếu người ta không ngưng làm mất lòng Chúa, thì đức công thẳng của Thiên Chúa sẽ biểu lộ bằng những hình phạt nặng nề hơn. Sau hết, trái tim ta sẽ thắng. 3. Lần hạt mân côi. Ngày 13 tháng 5 năm 1917, Đức Mẹ hiện ra nói: Francisco cũng vậy. Nhưng trước đó, Francisco cần phải lần chuỗi mân côi nhiều. Trước khi biến đi, Đức Mẹ còn căn dặn ba trẻ: ngày ngày, các con hãy năng lần chuỗi mân côi, cầu cho thế giới được hòa bình. Ngày 13 tháng 6 năm 1917, Đức Mẹ nói: các con hàng ngày hãy năng lần chuỗi mân côi. Ngày 13 tháng 7 năm 1917, Đức Mẹ nói: các con và những người khác sẽ được như ý trong năm nay, nhưng họ phải lần chuỗi mân côi. Mẹ không chữa kẻ què chân, nhưng tốt nhất ông và gia đình hàng ngày lần chuỗi mân côi. Ngày 19 tháng 8 năm 1917, Đức Mẹ đã nói: hãy tiếp tục lần chuỗi mân côi. Đức Mẹ còn nói với Lucia: dùng số tiền dân cúng để tổ chức ngày lễ mân côi và xây dựng ngôi nhà nguyện mân côi. Ngày 13 tháng 9 năm 1917, Đức Mẹ nói: các con hãy tiếp tục lần chuỗi mân côi để có hòa bình. Ngày 13 tháng 10 năm 1917, khi hiện ra lần cuối cùng, Đức Mẹ đã nói: ta là Đức Mẹ mân côi, ta muốn xây nhà thờ nhỏ để kính ta tại đây. Các con hãy tiếp tục lần chuỗi mân côi mỗi ngày. Như vậy, yếu tố căn bản then chốt của chương trình thực hiện ba mệnh lệnh Fatima vẫn là mệnh lệnh lần chuỗi mân côi. Nếu không có việc lần chuỗi mân côi, thì bất cứ hội đoàn, đoàn thể nào mang danh là hội đoàn của Đức Mẹ thì cũng không thể gọi là hội đoàn của Đức Mẹ được. Cũng vậy, nếu một chức sắc nào trong giáo hội mà không bao giờ rao giảng về chuỗi hạt mân côi thì tất cả đều thất bại trong mọi công tác mục vụ. Lời bàn: xuyên qua bao nhiêu sách vở báo chí, truyện tích đều nói lên sự hiệu nghiệm của chuỗi hạt mân côi. Vì Đức Mẹ chỉ ưa thích con cái Mẹ hàng ngày dâng lên cho Mẹ chuỗi hạt mân côi và lòng tôn sùng Mẹ bằng kinh mân côi, thì Đức Mẹ sẽ ưu ái ban cho chúng ta được mọi ân lành hồn xác ngay khi còn sống ở thế gian này. Trong truyện tích mân côi kể rằng, có một linh mục còn trẻ, thông minh, lợi khẩu, được bề trên cử đến coi sóc một sứ đạo.
Ông nghĩ thầm, chắc mình sẽ được toàn dân yêu mến và thành công tốt đẹp trong nhiệm vụ mới này. Nhưng khi về đến giáo xứ được mấy hôm, ông mời hàng xứ họp để được ra mắt và thông báo những chương trình hành động này nọ, có vẻ quan trọng lắm. Nhưng toàn dân chẳng ai để ý đến ông. Ông nói, ông nghe, chẳng có một ai phát biểu ý kiến gì để góp phần xây dựng. Xong buổi họp, mọi người ra về, ông hỏi một người trong giáo xứ. Họ trả lời, cha nói có vẻ như truyền lệnh, phải làm cái này, cái nọ, thì còn ai dám phát biểu ý kiến nữa. Vậy cha cứ làm những gì cha đã đề ra. Tôi chắc không ai tham gia đâu. Ở đây được khoảng 3 tháng, ông thấy chán nản, không ai cộng tác. Có nói gì, người ta cũng không nghe. Cuối cùng, ông thất vọng phải xin bề trên đổi đi nơi khác. Sau này, người ta mới khám phá ra, linh mục này rất khô khan trong vấn đề cầu nguyện với Đức Mẹ và không bao giờ lần chuỗi mân côi. Có người đến đề nghị tổ chức đọc kinh mân côi trong nhà thờ sáng tối. Nhưng ông trả lời, mất nhiều thì giờ làm phiền giáo dân. Một linh mục như vậy thì hỏi làm sao mà được Đức Mẹ thương yêu. Cho nên ông thất bại là phải. Nhưng cũng có nhiều giám mục linh mục đã rất thành công trong các công tác mục vụ một cách hết sức tốt đẹp. Chính là vì các ngài đã tỏ ra rất sốt sắng đọc kinh mân côi hàng ngày, hay giảng giải cho giáo dân, siêng năng lần chuỗi mân côi, lập ra hội mân côi cho nhiều người gia nhập được hưởng nhờ. Amen.